sáng mùng 1 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ Đà Nẵng thuộc khuôn khổ vòng 8 giải hạng nhất quốc gia diễn ra ngày 24 tháng 12 năm 2023 tại sân vận động Bà Rịa, 5 đối tượng trên đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức. Sau đó, các đối tượng này đặt cược cho câu lạc bộ Đà Nẵng giành chiến thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, câu lạc bộ Đà Nẵng đã đánh bại câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 3-1. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. Việc 5 cầu thủ câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức đánh bạc và bán độ thua đang gây bức xúc lớn cho dư luận. Tương lai còn đang rộng mở phía trước, nhưng có lẽ sự nghiệp quần đùi áo số của các cầu thủ này đã chấm dứt tại đây.